Quốc Hưng và Khánh Hằng kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay, thứ sáu, ngày 1 tháng 7 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận. Như thường lệ, chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay sẽ được mở đầu với bản tin thời sự. Tiếp đến là chuyên mục sản phẩm đặc thù Ninh Thuận, mục điểm báo và điểm đến ấn tượng Ninh Thuận. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự do biên tập viên Quốc Hưng giới thiệu. Xin mời anh Quốc Hưng. Cảm ơn Khánh Hằng. Bây giờ là nội dung chi tiết. 6 tháng đầu năm 2022, tổng sản phẩm nội tỉnh Ninh Thuận GRDP đạt trên 11.152 tỷ đồng, tăng 3,09% so với cùng kỳ năm 2021. Để tiếp tục duy trì ổn định kinh tế xã hội, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ những tháng còn lại và cả năm 2022, Ninh Thuận tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc quyết liệt chỉ đạo của Trung ương về thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tập trung các giải pháp đột phá vào các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ du lịch, nông nghiệp, đầu tư xây dựng để thúc đẩy tạo động lực cho tăng trưởng, giải quyết các khó khăn vướng mắc trong đền bù giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn qua tỉnh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện hiệu quả các giải pháp thu ngân sách, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, thu hồi nợ thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời. Chỉ để tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên cho các nhiệm vụ quan trọng cấp bách, đẩy mạnh hoạt động tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các khoản vay theo chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Thời gian gần đây, trong khi nhiều nông dân trồng ớt thua lỗ nặng do giá ớt giảm mạnh, bán không có người mua, thì một số nông dân vẫn thu hoạch và bán ớt với giá ổn định. Yếu tố làm nên sự khác biệt chính là liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cũng như nhiều vườn ớt khác, những ngày này, 4 hecta ớt chị Thiên của anh Nguyễn Văn Thức ở huyện Buôn Đôn đang thu hoạch rộ. Trong khi ở nhiều vườn khác, giá bán chỉ 4.000 đến 5.000 đồng một ký, vẫn không có người mua, thì vườn của anh Thức, ớt chín đến đâu được thu mua đến đó và giá bao tiêu tại vườn 18.000 đồng một ký. Có được điều này là do trước khi xuống giống trồng ớt, anh Thức đã ký hợp đồng với một đơn vị thu mua. Theo đó, bên mua đảm bảo hỗ trợ kỹ thuật bao tiêu sản phẩm, bù lại bên bán là phải đảm bảo thực hành sản xuất theo quy trình mà bên mua yêu cầu. Thì bên em là đã có kết hợp với bên công ty thu mua và công ty sẽ cử kỹ thuật và đưa các cái chế phẩm sinh học về để hỗ trợ chúng em làm những cái này để đảm bảo được là chắc chắn là cái nguồn đầu vào cho tới đầu ra là nó 100% sinh học. Tại Đắk Lắk hiện có 17 hecta ớt chị Thiên đang thực hiện liên kết sản xuất và thu mua theo quy trình trên với mức giá ổn định gần 20.000 đồng một ký. Bà con phải tuân thủ quy trình kỹ thuật một cách gắt gao. Có nghĩa là từ kỹ thuật giống đến khi đầu vào về chăm sóc, về làm đất và các loại phân hữu cơ, rồi các loại chế phẩm sinh học thì đều được là công ty cung cấp và theo một quy trình chuẩn. Trước khi, mặc dù với cái quy trình khắt khao như thế nhưng trước khi lấy mẫu, trước khi thu hoạch thì vẫn được test để kiểm tra. Nếu như trong trường hợp test mà có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật thì coi như cái vườn đó sẽ không được thu hoạch nữa. Câu chuyện rớt giá ở quả ớt hay một số nông sản khác không chỉ là yếu tố cung cầu mà còn là yếu tố đảm bảo về thông tin sản phẩm trên thị trường. Khi còn sản xuất tự phát manh mún nhỏ lẻ, người tiêu dùng không có thông tin về sản phẩm thì người nông dân sẽ khó mà bán được sản phẩm với giá như mong muốn. Do đó, có không ít sản phẩm nhờ liên kết sản xuất theo yêu cầu thị trường thông qua doanh nghiệp đã phát triển và có đầu ra ổn định. Giai đoạn 2022-2025, tỉnh Quảng Ngãi sẽ bố trí kinh phí trên 25 tỷ đồng để phát triển đàn bò theo hướng nâng cao năng suất sản lượng để sản xuất hàng hóa. Theo kế hoạch giai đoạn 2022-2025, sẽ triển khai trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, thị xã Đức Phổ và các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức. Trong đó tập trung chủ yếu vào việc đào tạo mới 20 kỹ thuật viên, thụ tinh nhân tạo bò, tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi bò cho 5.000 nông dân chủ chốt tại 100 xã phường thị trấn, xây dựng 14 mô hình chăn nuôi bò cái sinh sản theo hướng tập trung, thâm canh với tổng quy mô 420 con, dự kiến kinh phí thực hiện kế hoạch trên 25 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách 10 tỷ đồng, chủ yếu hỗ trợ các nội dung đào tạo, dẫn, tinh viên, tập huấn nông dân xây dựng mô hình nuôi bò sinh sản.
Bản tin tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Ngành y tế Ninh Thuận đang đẩy mạnh triển khai ứng dụng các kỹ thuật mới, kỹ thuật y khoa chuyên sâu trong nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tạo điều kiện thuận lợi giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại tuyến tỉnh, góp phần giảm tải cho tuyến trên. Để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao, Ninh Thuận đang tập trung triển khai thực hiện đề án phát triển nguồn nhân lực ngành y tế giai đoạn 2021-2025, đề án bệnh viện vệ tinh, đề án 1816 để đào tạo cán bộ y dược có trình độ đại học và sau đại học, thực hiện chính sách thu hút, chế độ đãi ngộ, giữ chân đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn tay nghề cao, yên tâm công tác. Ngoài ra, tỉnh phối hợp với các bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh chuyển giao thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa hiện đại, đào tạo tại chỗ cho đội ngũ y bác sĩ địa phương, nâng cao trình độ chuyên môn để giúp bệnh nhân không phải chuyển viện, giảm nguy cơ cho bệnh nhân và hạn chế chi phí điều trị, qua đó góp phần nâng cao vị thế các bệnh viện nói riêng và ngành y tế tỉnh Ninh Thuận nói chung. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh đoàn và trường liên cấp Hoa Sen tổ chức lễ khai mạc hè Ngày Olympic Trẻ Em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước năm 2022. Theo kế hoạch, Ngày Olympic Trẻ Em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi lội phòng chống đuối nước năm 2022 diễn ra từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 18 tháng 7 năm 2022 với các nội dung gồm vận động nhân dân, các bậc phụ huynh tích cực đưa trẻ em tham gia tập luyện thể dục thể thao, học bơi, phòng chống đuối nước và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em. Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho hướng dẫn viên cơ sở về chương trình bơi an toàn phòng chống đuối nước trẻ em năm 2022. Tổ chức dạy bơi cho trẻ em và giải bơi học sinh thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Thuận năm 2022 cho đối tượng từ 6 tuổi đến 15 tuổi. Việc tổ chức Ngày Olympic Trẻ Em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước năm 2022 nhằm tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đồng thời, hướng trẻ em tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, giúp rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe, thể lực, bồi dưỡng kỹ năng sống, giúp các em phát triển toàn diện. Theo Cục Thuế tỉnh Đắk Nông, tính đến ngày 16 tháng 6 năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 100% hộ kinh doanh thuộc diện phải sử dụng hóa đơn điện tử đã áp dụng thực hiện. Theo Cục Thuế tỉnh Đắk Nông, trong giai đoạn đầu triển khai thực hiện hóa đơn điện tử, đối với các doanh nghiệp khá thuận lợi áp dụng hóa đơn điện tử, nhưng riêng hộ kinh doanh vẫn còn gặp khó khăn khi chuyển đổi. Việc quản lý kế toán của các hộ chưa được bài bản, nhiều hộ kinh doanh vẫn chưa kịp tiếp cận với công nghệ thông tin, chưa quen dùng máy tính phần mềm. Theo đó, để giúp các hộ kinh doanh tiếp cận hóa đơn điện tử thuận lợi, hoàn thành mục tiêu đề ra, thời gian qua ngành thuế đã tổ chức tuyên truyền phổ biến về chính sách này đến các doanh nghiệp hộ kinh doanh. Việc tập huấn về chính sách, quy trình quản lý và hệ thống công nghệ thông tin cho cán bộ thuế và người nộp thuế về hóa đơn điện tử cũng được cơ quan thuế tích cực triển khai. Những vướng mắc trong quá trình triển khai được cơ quan thuế giải đáp kịp thời thông qua nhiều hình thức. Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử chính thức ra mắt cổng thông tin tiếp nhận phản ánh các sai phạm về nội dung dịch vụ truyền hình OTT TV xuyên biên giới. Theo đó, các cá nhân tổ chức có thể truy cập địa chỉ https://ab.gov.vn/phản-anh-ott để gửi phản ánh trực tuyến hoặc gọi đến đường dây nóng 0896-888-222 để phản ánh trực tiếp. Theo Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, thời gian qua cùng với sự phát triển của mạng Internet băng rộng toàn cầu, các dịch vụ truyền hình OTT TV xuyên biên giới của doanh nghiệp nước ngoài xuất hiện ngày càng phổ biến. Qua theo dõi giám sát cơ quan quản lý nhà nước, dịch vụ truyền hình OTT TV có các nội dung kích động bạo lực, khuyến khích sử dụng ma túy đang tác động tiêu cực đến giới trẻ. Nghiêm trọng hơn, các dịch vụ này đã xuất hiện những nội dung vi phạm chủ quyền Việt Nam, xuyên tạc lịch sử dân tộc. Mặc dù các vi phạm nêu trên đã được cơ quan quản lý nhắc nhở, chấn chỉnh và hạ gỡ kịp thời, tuy nhiên cần thiết phải có thêm các biện pháp ngăn chặn hiệu quả hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Ninh Thuận ngày mới. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin về thời tiết biển. Vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, có mưa dông rải rác. Trong cơn dông, đề phòng gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động.
Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục sản phẩm đặc thù Ninh Thuận. Thưa quý vị và các bạn, một trong những điểm thu hút đông khách du lịch tham quan trong mùa hè là vườn trái cây nổi tiếng Song Pha thuộc xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn. Nơi đây có điều kiện khí hậu mát mẻ, đất đai màu mỡ nên rất thích hợp cho việc trồng cây ăn trái nói riêng và cũng như phát triển nông nghiệp nói chung. So với trái cây ở những vùng khác, những loại cây trái trồng ở Lâm Sơn rất ngon và có vị ngọt riêng, đậm đà như chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, mít, v.v. Tháng 7 năm 2019, trái cây ở xã Lâm Sơn nói riêng và huyện Ninh Sơn nói chung đã được Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ cấp văn bằng chứng nhận, đăng ký nhãn hiệu trái cây Ninh Sơn. Du khách đến với vườn trái cây Lâm Sơn sẽ được tự tay hái trái cây, thưởng thức thỏa thích và mua được nhiều loại trái cây tươi ngon, hấp dẫn với giá cả phải chăng, đem về làm quà biếu cho người thân, gia đình, bạn bè. Chị Nguyễn Thị Mạnh ở thôn Lâm Bình, xã Lâm Sơn có 2 hecta vườn trồng nhiều loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao như sầu riêng ri sấu, sầu riêng thái, hạt lép mơ thông, bưởi da xanh, măng cụt, chôm chôm. Trong canh tác, hộ gia đình chị luôn tuân thủ chặt chẽ quy trình sản xuất trái cây sạch theo tiêu chuẩn an toàn Việt Gáp. Nhờ sự hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Sơn, gia đình chị mạnh dạn đầu tư xây dựng, cải tạo vườn khang trang và sạch đẹp hơn nên ngày càng thu hút đông khách du lịch trong và ngoài tỉnh đến tham quan và mua các loại trái cây. Vườn trái cây ở nhà thì được 1 hectare, trồng bữa nay nữa là 28 năm. Trái cây cũng trồng mới 15 năm. Rồi cây trái hôm nay nói chung cũng được mùa. Xa hơn những người khác là không có trúng, còn mình nói chung cũng được. Ở xã thì cũng hỗ trợ ít cây con để mình trồng, còn phân bón là tự mình mua rồi đó. Trồng cây sạch thì mình mua phân rồi mình bò này về mình bò ủ mình bỏ cây. Rồi trái cây mình không có xịt thuốc. Nói chung thì hàng ngày thì ít, chứ mà hàng tuần thứ bảy nhật là đông. Còn giá cả thì dụ sầu riêng măng thon thì 85, còn ri sấu thì 70, còn lép thái thì cũng 70, còn măng cụt thì giá 60, chôm chôm thì giá 20. Hiện bây giờ, còn mấy mốt hạ thì mình bán hạ. Mình ở thành phố Hồ Chí Minh ra đây thì mùa hè mình dẫn gia đình ra tham quan vườn trái cây. Thì khí hậu ở đây rất là mát mẻ. Người dân đây thì rất là thân thiện và trái cây thì rất là ngon nữa. Đặc biệt là sầu riêng, măng cụt nè. Trái cây Song Pha thì nó rất là khác ở những chỗ khác. Mình thích nhất là măng cụt. Hiện nay, vùng trái cây ở xã Lâm Sơn đã phát triển gần 600 hecta, chủ yếu là các loại có giá trị kinh tế cao. Để xây dựng bảo vệ thương hiệu trái cây Lâm Sơn, chính quyền địa phương đã kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của các nhà vườn và tăng cường kiểm soát chất lượng việc mua bán trái cây của các thương lái, triển khai sản xuất trái cây theo tiêu chuẩn Việt Gáp và xây dựng mô hình du lịch sinh thái vườn với 30 hộ dân tham gia. 6 loại trái cây gồm sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, mít, dừa, xoài đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận cho trái cây Lâm Sơn nói riêng, huyện Ninh Sơn nói chung. Tình hình trái cây năm nay trên địa bàn xã Lâm Sơn thì so với năm trước thì sản lượng không đạt so với năm 2021. Mà trong do tình hình thời tiết đã ảnh hưởng đến cái sản lượng trái cây nên là chỉ đủ đón tiếp khách thôi. Còn tổ chức các lễ hội thì năm nay thì trên địa bàn xã Lâm Sơn không tổ chức được vì không có đủ trái cây để phục vụ cho du khách. Tuy sản lượng trái cây không có nhưng mà khách địa phương nơi khác tới cũng tham quan nhiều hơn so với năm 2021. Thì trong dự kiến sang năm tới thì địa phương cũng vận động các hộ du lịch vườn là tập trung vào các cái mô hình cây ăn quả mà có sản lượng cao, đem lại cái lợi nhuận để phát triển kinh tế. Nhằm tiếp tục quảng bá, nâng cao chất lượng, giá trị kinh tế cho sản phẩm trái cây Lâm Sơn nói riêng, huyện Ninh Sơn nói chung, Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Sơn tiếp tục chỉ đạo các ban ngành địa phương đẩy mạnh tuyên truyền cho các hộ sản xuất kinh doanh tuân thủ theo quy trình Việt Gáp. Đồng thời, có chính sách hỗ trợ tín dụng, hỗ trợ tài chính từ các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển nông thôn cho các chủ vườn thực hiện mô hình du lịch vườn trái cây. Đồng thời đẩy mạnh quảng bá thương hiệu trái cây Ninh Sơn, góp phần nâng cao giá trị, thu nhập trong chuỗi giá trị sản xuất trái cây đặc sản theo hướng bền vững.
vị và các bạn thân mến, trước khi đến với câu hỏi dành cho khán giả kỳ này, chúng tôi xin được thông báo đáp án của câu hỏi kỳ trước. Bạn hãy cho biết, sản phẩm nho tươi của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và dịch vụ Ba Mọi đạt tiêu chuẩn bao nhiêu sao theo chương trình OCOP mỗi xã một sản phẩm hiện nay của tỉnh? A 2 sao, B 3 sao, C 4 sao. Đáp án chính xác là đáp án C 4 sao. Hai khán giả có câu trả lời đúng và sớm nhất là hai thuê bao số 0797764558 và 0912125829 đã nhận được hai phần quà của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Ba Mọi. Vui lòng liên hệ số điện thoại 0259383665 hoặc 0907720108 để nhận quà. Và bây giờ là câu hỏi dành cho quý khán giả kỳ này. Bạn hãy cho biết, sản phẩm trái cây Ninh Sơn đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ theo hình thức nào sau đây? A. Chỉ dẫn địa lý, B. Nhãn hiệu tập thể, C. Nhãn hiệu chứng nhận. Hai khán giả có câu trả lời đúng và sớm nhất sẽ nhận được hai phần quà trị giá 100.000 đồng của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và dịch vụ Ba Mọi. Kính mời quý khán giả tham gia trả lời bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp NT khoảng cách đáp án gửi 0907720108. Trong đó đáp án là các đáp án A, B, C. Ví dụ NT khoảng cách A gửi 0907720108 hoặc gửi thư qua địa chỉ chuyên mục sản phẩm đặc thù Ninh Thuận, phòng biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, số 285A đường 21 tháng 8, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0259383665 hoặc 0907720108. Hạn chót nhận câu trả lời vào ngày 14 tháng 7 năm 2022. Chúc quý khán thính giả may mắn nhận được những phần quà của chương trình. Vừa rồi là chuyên mục sản phẩm đặc thù Ninh Thuận. Sau đây biên tập viên Quốc Hưng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung có trong một điểm báo sáng nay. Xin mời anh Quốc Hưng. Cảm ơn Khánh Hằng. Mở đầu chuyên mục điểm báo sáng nay là bài viết trên báo Nhân dân với nhan đề Kiềm chế lạm phát, tăng đà phục hồi kinh tế. Bài báo cho hay, mặc dù chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân tháng 2 năm 2022 mới tăng 2,96% so với quý 2 năm 2021, CPI bình quân 6 tháng đầu năm tăng 2,44% so với cùng kỳ năm 2021, nhưng áp lực lạm phát sẽ tăng mạnh hơn trong những tháng cuối năm và khó đạt được mục tiêu kiềm chế lạm phát cả năm dưới 4%. Do đó, cần tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường về mức thấp nhất trong biểu thuế hiện hành và xem xét giảm thuế nhập khẩu xăng dầu để không tăng giá bán lẻ trong nước, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào. Bên cạnh đó, không áp dụng tăng giá theo lộ trình đối với dịch vụ y tế, giáo dục hoặc giãn tăng giá giữa các địa phương. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy nhanh lộ trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp trong lĩnh vực, dịch vụ, du lịch, chuẩn bị tốt các hạ tầng để đón các đoàn khách du lịch quốc tế dịp cuối năm. Sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng cũng như sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp trong việc giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tế sẽ tạo động lực cho thành công mới của xuất khẩu nông lâm thủy sản trong năm 2022. Phân tích vấn đề này, tạp chí Kinh tế Nông thôn có bài viết nhan đề Động lực cho thành công mới của xuất khẩu nông sản. Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt gần 23,2 tỷ USD, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước. Đến tháng 12 năm 2020, Việt Nam đã tham gia ký kết 13 hiệp định thương mại tự do FTA, tạo động lực mạnh mẽ cho xuất khẩu hàng hóa nông sản trong thời gian tới. Để thúc đẩy xuất khẩu nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang triển khai cập nhật hệ thống phần mềm dữ liệu cung cầu nông sản từ địa phương, tăng cường kết nối tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại các vùng sản xuất trọng điểm và tại các cửa khẩu chính với Trung Quốc. Đồng thời, Bộ cũng tăng cường chỉ đạo hướng dẫn các địa phương phát triển sản xuất gắn với xuất khẩu, phối hợp đẩy mạnh việc xây dựng nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm thế mạnh của địa phương và các sản phẩm quốc gia, sản phẩm vùng.
thời gian gần đây, tốc độ tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 3, mũi 4 cho người trên 18 tuổi và tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi ở nhiều địa phương trên cả nước rất chậm. Có tình trạng tồn đọng vaccine dẫn tới nguy cơ phải hủy bỏ vì quá hạn sử dụng. Phản ánh vấn đề này, báo Quân đội Nhân dân đăng tải bài viết nhan đề "Không bỏ vũ khí vaccine". Theo bài viết, với nhóm từ 18 tuổi trở lên, tỷ lệ tiêm mũi 1 và 2 đạt sắp xỉ 100%. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm mũi 3, mũi 4 tương ứng chỉ đạt 64,5 và 11,5%. Thực trạng này rất đáng lo ngại bởi không chỉ gây lãng phí lớn nếu hàng triệu liều vaccine quá hạn phải tiêu hủy, mà quan trọng hơn còn khiến dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát trở lại. Có nhiều yếu tố tạo ra tâm lý chủ quan, trong đó quan trọng nhất là do công tác truyền thông về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 thời gian gần đây chưa được thường xuyên hiệu quả. Đã có thời kỳ, việc được tiêm vaccine trở thành vấn đề của xã hội. Do vậy, chỉ khi người dân thấy được sự cần thiết thì mới tự giác tham gia. Vì thế, để đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine trong thời gian tới, cần chú trọng công tác tuyên truyền nhằm cung cấp những thông tin khoa học khách quan chính xác về tình hình dịch COVID-19, về lợi ích của việc tiêm phòng, để người dân thấy rằng hiện nay vaccine vẫn là vũ khí chiến lược trong cuộc chiến với dịch COVID-19. Thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục điểm báo. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đến với một điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận và chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Khánh Hằng. Chuyên mục điểm đến Ninh Thuận hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm điểm đến phòng tranh của họa sĩ Chế Kim Trung ở thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục giới thiệu điểm đến Ninh Thuận. Hôm nay Lan Vy sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn phòng tranh của nữ họa sĩ người dân tộc Chăm Chế Kim Trung tại số nhà 344 đường Ngô Gia Tự, khu phố 1, thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Đây là phòng tranh duy nhất tại địa bàn tỉnh Ninh Thuận với những tác phẩm mang cách độc đáo về phản ánh đời sống, phong tục tập quán của người đồng bào dân tộc Chăm. Và đây cũng là điểm đến quen thuộc của du khách trong và ngoài nước khi đến với vùng đất Ninh Thuận. Vậy phòng tranh có gì đặc biệt? Hãy cùng Lan Vy chúng ta cùng khám phá nhé! Phải chứng kiến tận mắt những bức tranh như thế này thì Vi cảm giác như là mình đang đứng ở trong một không gian của văn hóa Chăm và rất là độc đáo với những gam màu nóng màu lạnh phối hợp với nhau và những chất liệu khác đang xen vào nhau, cảm thấy rất là tuyệt vời đó các bạn à. Và kế bên Vi đây chính là thạc sĩ họa sĩ Chế Kim Trung. Đây là phòng tranh của cô và cô có thể cho em biết là phòng cảm nhận về phòng tranh này như thế nào ạ? Tôi thể hiện cái phòng tranh này mong muốn để mà chuyển tải một cái nét đặc trưng văn hóa vùng miền của mình, đặc biệt là văn hóa của dân tộc Chăm, để cho du khách đây đó trong và ngoài nước đến tham quan, triển lãm, thưởng ngoạn được nét đặc trưng và khai thác sâu về cái mảng đề tài của văn hóa Chăm và đi sâu về cái ngôn ngữ tạo hình mỹ thuật. Theo Lan Vy biết là phòng tranh của họa sĩ Chế Kim Trung có rất nhiều tác phẩm được giải cao, thì họa sĩ có thể chia sẻ cho quý vị khán giả biết được không ạ? Từ khi mà Chế Kim Trung sáng tác về đề tài văn hóa Chăm và đi sâu vào bản mỹ thuật và đi sâu vào các chất liệu sơn dầu, sơn mài, khắc gỗ, lụa, thuốc nước, Chế Kim Trung nhận được 28 giải thưởng cấp khu vực và toàn quốc. Theo như Lan Vy biết là phòng tranh của họa sĩ Chế Kim Trung được là điểm đến coi như là quảng bá du lịch của tỉnh nhà, vậy cảm xúc của họa sĩ được như thế nào ạ? Là một cái điểm đến để cho du khách đông đây đó trong và ngoài nước đến được tham quan được, triển lãm được, thì tôi cảm giác rất là hạnh phúc, rất là tạo động lực cho tôi càng nỗ lực hơn nữa, phấn đấu hết hơn nữa và tiếp sức cho tôi càng
đam mê, nhiệt huyết để mà sáng tạo ra nhiều tác phẩm mới, lạ, độc đáo. Bạn có thể giới thiệu đôi nét về bản thân không ạ? Em tên là Nguyễn Hoàng Bảo Uyên ạ. Và em ở huyện Ninh Hải ạ. Bạn có thể cho Lan Vy biết lý do bạn đến phòng tranh này là gì không ạ? Em biết đến phòng tranh này là lâu rồi. Và bây giờ em mới có dịp đến đây để chứng kiến được cái phong cảnh và những cái đời sống của người Chăm thế nào ạ. Phong tục tập quán của họ ạ. Bạn có thể cho Vy biết là nét độc đáo của văn hóa Chăm ở phòng tranh này như thế nào ạ? Phong cách bố trí rất là đẹp và sặc sỡ ạ. Và phong tục người Chăm được cô chế kim chung vẽ rất là đẹp, đặc sắc và đẹp và màu sắc rất là tươi. Thưa quý vị và các bạn, một giới thiệu điểm đến Ninh Thuận của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận đến đây tạm dừng. Lan Vy hy vọng sẽ đem đến cho mọi người những địa điểm quen thuộc nổi tiếng và khi đến vùng đất Ninh Thuận này nhé. Và bây giờ, Lan Vy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả. Sau đây là thông tin dự báo thời tiết tỉnh Ninh Thuận, thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Dự báo thời tiết đêm 30 ngày 1 tháng 7 năm 2022 như sau. Thủ đô Hà Nội nhiều mây có mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mây có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa có mây không mưa, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ. Thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận có mây có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Tiếp theo là thời tiết tỉnh Ninh Thuận. Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng, buổi chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Cụ thể, thời tiết từng khu vực như sau. Khu vực huyện Ninh Hải, Thuận Bắc, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực thành phố Phan Rang Tháp Chàm, mây thay đổi, ngày nắng, chủ yếu không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực huyện Ninh Phước, Thuận Nam, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, buổi chiều có mưa dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực huyện Ninh Sơn, Bác Ái, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, buổi chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, có mưa dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động.